hé lộ bí mật dấu hiệu phát tài giúp canh Tuất sinh năm 1970 rủ sạch tai ương. Đổi phần giàu có bất ngờ, giàu to đúng tháng 10 âm lịch. Kênh Phúc Tự Tâm xin chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ vạn sự hanh thông. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng các bạn tử vi tuổi canh Tuất sinh năm 1970 vận trình tháng 10 âm lịch năm 2024 để giúp quý vị nắm được cơ may đổi đời của mình và chủ động đón lành tránh dữ. Thưa quý anh chị tuổi canh Tuất thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ, gia đạo hòa thuận, con cái thành đạt phải không nào? Vậy nhưng thế sự khó lường, khi bước sang tuổi xế chiều, nhiều người vẫn phải ngày đêm cặm cụi kiếm tiền, đầu tắt mặt tối lo cho bữa cơm manh áo. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, người thì gia đạo lục đục bất hòa, con cái ngỗ nghệch khó dạy bảo, bản thân bất lực mà không biết phải chia sẻ với ai. 55 tuổi đầu vẫn phải đi nhặt nhạnh kiếm vài đồng bạc lẻ, tồn tại qua ngày. Nghĩ thật cay đắng, thật xót thương cho thân phận này. Cho một canh Tuất nào đấy, nếu anh chị đã thử và thua, chúc mừng anh chị, vì ít nhất anh chị đã thử. Lắm người còn không dám thử, cứ quẩn quanh không đấu tranh. Hãy ngẩng đầu và thư thái cho tương lai sáng chói đang cận kề. Hay ít nhất vận hạn giảm thiểu, họa hại chẳng nhiều. Ở đời này quý vật thì ứng với quý nhân. Người thành công tất phải trải qua con đường nhiều máu và nước mắt. Người nhàn tản an yên tất cũng phải từng có một đoạn chiến thiên địa, đấu cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có tiết lộ rằng, trong vận mệnh 12 con giáp thì có tuổi canh Tuất sinh năm 1970 là người có số mệnh khổ trước sướng sau, càng già mới càng giàu. Tuy cuộc đời gặp nhiều sóng gió, gặp ghềnh nhiều biến động khôn lường, nhưng khi đến thời điểm bùng phát giáp thìn cũng phải thất thần, bật ngửa vì những điều bất ngờ cuộc sống mang lại cho họ. Thần tài và quý nhân mang đến những may mắn lớn, liên tục bất ngờ. Tiền tài kéo đến như vũ bão, nổ lộc phát tài ngay đúng thời điểm nguy nan nhất. Cuộc sống của họ từ đây sẽ sang trang, hết sạch nghèo khổ, hưởng phúc lộc giàu sang đến cuối đời. Bước sang năm 2024, tuổi canh Tuất được dự báo có một năm nhiều biến động, sẽ có nhiều gian nan hiểm cảnh, khổ nạn điệp trùng. Nhưng chỉ cần biết ba điều này là hóa hung thành cát, vận hạn tiêu tan, đón thời giàu sang, vinh hiển thịnh vượng. Và trong lá số đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiết lộ cho quý tín chủ tuổi canh Tuất 1970 về vận trình tử vi của quý tín chủ trong tháng 10 âm lịch. Về vận trình tử vi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của tín chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng Ất Hợi sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ bí mật nào cho con giáp này để tránh tai ương, đắc phúc, đón lộc hậu vận giàu có? Ở phần cuối của video, Phúc Tự Tâm sẽ chia sẻ về cách hóa giải vận hạn giúp gia chủ canh Tuất đổi đời phát tài, tiền vàng ung ung kéo đến. Hãy theo dõi để nắm bắt được vận mệnh của mình nhé! Hé lộ bí mật dấu hiệu phát tài giúp canh Tuất sinh năm 1970 rủ sạch tai ương. Đổi phần giàu có bất ngờ, giàu to đúng tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi canh Tuất 1970, năm Giáp Thìn. Tháng Ất Hợi năm 2024 mang đến cho người tuổi canh Tuất một luồng sinh khí mới. Tuy nhiên, cũng kèm theo không ít thách thức và thử thách. Bạn có thể cảm thấy mình đang sống khác biệt, khép kín hơn. Và điều này đôi khi khiến người xung quanh hiểu nhầm rằng bạn đang gặp khó khăn. Thực tế, điều ngược lại mới đúng. Bạn đang dùng hết tâm trí vào công việc, đam mê làm việc, khiến bạn gần như quên lãng những thứ khác xung quanh.
Đây chính là giai đoạn mà sự tập trung cao độ của bạn có thể biến những cơ hội bình thường thành thành công lớn. Ngũ hành xung khắc trong tháng này có thể khiến bạn gặp không ít phiền toái trong các mối quan hệ, đặc biệt là tại nơi làm việc. Quan điểm của bạn thường quá khác biệt so với đồng nghiệp và cấp trên, dễ dẫn đến những tranh cãi. Tuy nhiên, thay vì để mình bị cuốn vào xung đột, bạn hãy khéo léo tập trung vào việc thể hiện năng lực và để kết quả lên tiếng. Những vấn đề trong tầm tay, hãy tự mình xử lý. Đôi khi, không cần chia sẻ quá nhiều với người khác sẽ giúp bạn tránh bị phản đối hoặc ngăn cản trước khi cơ hội đến. Sao Mộ nhập mệnh đem đến cho bạn một sự đam mê với kiến thức và sự tỉ mỉ trong công việc. Bạn có thể đang trì hoãn một số dự định. Nhưng đừng lo, đó chỉ là vì bạn đang tìm kiếm thêm thông tin và cần thời gian để đánh giá một cách toàn diện và sáng suốt. Sự cẩn trọng này sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có, đồng thời nâng cao khả năng thành công trong tương lai. Sao Thái Dương chiếu mệnh mang lại những tín hiệu tích cực về tài lộc. Đây là thời điểm mà những nỗ lực của bạn có thể gặt hái được thành quả tài chính đáng kể. Đặc biệt, nếu bạn có người bạn đời biết quản lý tài chính khéo léo, rất có thể hai bạn sẽ sớm đổi nhà hoặc đổi xe trong thời gian này. Nhân duyên của người độc thân cũng được dự báo sẽ có những khởi sắc bất ngờ. Nếu bạn biết cách mở lòng, có thể sẽ gặp được người phù hợp, mang đến một luồng gió mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, với các cặp đôi đã có gia đình, đây có thể không phải thời gian dễ dàng. Khi bạn quá chú tâm vào công việc, một nửa của bạn có thể cảm thấy thiếu sự quan tâm và dễ dàng giận dỗi. Hãy học cách cân bằng giữa công việc và tình cảm để giữ lửa cho mối quan hệ của mình. Tóm lại, tháng này là thời điểm người tuổi Canh Tuất cần tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết. Dù thử thách không ít, nhưng bằng sự chăm chỉ và khôn ngoan, bạn có thể vượt qua tất cả, tạo dựng được những bước tiến lớn cả về sự nghiệp và tài lộc. Cân nhắc giữ gìn các mối quan hệ, đừng để công việc làm bạn xa cách những người thân yêu. Tử vi sự nghiệp tuổi Canh Tuất tháng 10 âm lịch 2024, năm Giáp Thìn, tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi 2024 là một thời điểm quan trọng, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội thăng tiến cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Theo vận trình, sao Nhất Bạch nhập cung chính nam, báo hiệu sự may mắn và những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Đây chính là thời điểm mà mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, đặc biệt là với những ai đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Người tuổi Canh Tuất trong tháng này có xu hướng sống nội tâm, tĩnh lặng hơn. Bạn dành nhiều thời gian để tự mình nghiên cứu, chiêm nghiệm và khám phá những điều mới mẻ, những khía cạnh tiềm ẩn trong công việc mà không phải ai cũng nhận ra. Chính nhờ sự đào sâu này, bạn đã mở rộng được tầm nhìn, có những góc nhìn độc đáo, khác biệt mà nhiều người có thể không hiểu hết được. Điều này tạo nên dấu ấn riêng biệt của bạn, khiến bạn trở thành người đi đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách thể hiện của bạn đôi khi lại trở thành một thách thức lớn. Không phải ai cũng có thể hiểu hoặc đồng cảm với những góc nhìn độc đáo mà bạn mang đến. Nhưng đừng lo lắng. Điều quan trọng nhất trong thời gian này là bạn phải tin tưởng vào bản thân mình, không ngại phát huy hết tiềm năng và kiến thức chuyên môn. Khi bạn đủ tự tin để bộc lộ hết khả năng, thành công sẽ đến với bạn một cách đầy bất ngờ và xứng đáng. Lời khuyên cho người tuổi Canh Tuất trong tháng này chính là hãy dũng cảm, quyết đoán và không ngừng hành động. Đôi khi, những cơ hội tốt nhất lại đến khi ta quyết định nhanh chóng và không do dự. Một khi đã đưa ra quyết định, đừng để bất kỳ sự nghi ngờ nào làm bạn chùn bước. Hãy thực hiện nó ngay lập tức, bởi sự chần chừ có thể khiến bạn bỏ lỡ những khoảnh khắc vàng. Điều bạn cần trong tháng này chính là tinh thần hành động mạnh mẽ, nhanh nhẹn và quyết liệt để biến mọi ý tưởng thành hiện thực. Vận trình sự nghiệp trong tháng này của người tuổi Canh Tuất thực sự sáng lạng, nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và một tinh thần quyết đoán,
không ngại thách thức. Hãy tự tin vào con đường mình đã chọn, bởi thành công đang chờ đợi bạn ở ngay phía trước. Tử vi tài lộc tuổi Canh Tuất tháng 10 âm lịch 2024, năm Giáp Thìn, tháng 10 âm lịch, năm Ất Hợi 2024. Người tuổi Canh Tuất sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tài chính khi sao chính tài chiếu mệnh, mở ra một giai đoạn thịnh vượng và may mắn về tiền bạc. Đây là một cơ hội hiếm hoi để bạn củng cố vị thế của mình, không chỉ trong công việc mà còn trong đời sống tài chính cá nhân. Những nỗ lực chăm chỉ, cống hiến suốt thời gian qua sẽ bắt đầu gặt hái quả ngọt, hứa hẹn một khoản lương thưởng hậu hĩnh dành cho bạn. Với những ai đã không ngừng tiết kiệm, tích lũy qua thời gian, tháng này là lúc bạn nhìn lại và nhận ra thành quả của mình. Bạn đã sở hữu một khoản tài sản kha khá, đủ để cảm thấy an tâm và tự hào về những gì mình đã đạt được. Đây là thời điểm thích hợp để bạn học cách quản lý tài chính một cách thông minh và hiệu quả hơn. Một khóa học về quản lý tài chính cá nhân sẽ giúp bạn tối ưu hóa cách sử dụng nguồn tài sản quý giá mà bạn đã dày công tích góp. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, vận may cũng đồng nghĩa với những cám dỗ. Bạn cần đặc biệt cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư vào các dự án mà bản thân chưa hiểu rõ hoặc không có đủ kiến thức về lĩnh vực đó. Những cơ hội tài chính có vẻ quá dễ dàng và đầy hấp dẫn thường ẩn chứa rủi ro lớn. Hãy nhớ rằng, nếu những điều họ nói là sự thật, thì ai cũng đã trở nên giàu có mà không cần phải nỗ lực rồi. Vì vậy, chỉ nên đặt niềm tin vào những cơ hội mà bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc có đủ kiến thức để hiểu rõ mọi khía cạnh của chúng. Với những người tuổi Canh Tuất đã đặt ra kế hoạch tài chính từ trước, chẳng hạn như mua xe, mua nhà, thì đây chính là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa giấc mơ. Sau thời gian kiên trì tích lũy, bạn hoàn toàn có khả năng chi trả cho những khoản chi lớn này mà không phải lo lắng về việc vượt ngân sách. Điều này càng chứng tỏ rằng việc lập kế hoạch và kiên nhẫn thực hiện theo nó luôn là quyết định đúng đắn. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, giúp bạn tránh được những rủi ro tài chính không mong muốn. Tháng này, vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tuất thực sự vững vàng. Bạn sẽ không chỉ cảm thấy an tâm về tiền bạc, mà còn nhận ra rằng chính sự kiên nhẫn, nỗ lực lâu dài và cách quản lý tài chính khôn ngoan đã đưa bạn đến thành công. Đây là giai đoạn để bạn tự hào về những gì mình đã làm được và tự tin bước tiếp trên con đường tài chính đầy triển vọng. Tử vi sức khỏe tuổi Canh Tuất tháng 10 âm lịch 2024, năm Giáp Thìn. Trong tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi 2024, vận trình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất có nhiều dấu hiệu khả quan. Đây là giai đoạn mà bạn có thể cảm nhận rõ rệt sự cải thiện về thể chất cũng như tinh thần, đặc biệt là với những ai vừa trải qua một thời gian khó khăn về sức khỏe. Sự tiến triển tích cực này là minh chứng cho việc bạn đã chọn đúng con đường, đúng phương pháp chăm sóc bản thân. Những cố gắng không ngừng nghỉ của bạn đã bắt đầu mang lại kết quả tốt đẹp. Cơ thể và tâm trí của bạn trong tháng này đang trở về trạng thái cân bằng, hài hòa. Bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực và muốn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động vận động, đặc biệt là các hoạt động ngoài trời. Điều này không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng nhanh chóng, mà còn giúp tinh thần bạn được phấn chấn hơn. Cảm giác nhẹ nhõm khi được hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng tích cực và tinh thần sảng khoái, chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách mới. Tháng này, người tuổi Canh Tuất nên tận dụng cơ hội để thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống. Đây là thời điểm hoàn hảo để bạn bắt đầu các kế hoạch rèn luyện thể lực, chăm sóc sức khỏe một cách khoa học và bền vững. Những điều đòi hỏi sự kiên trì, tự chủ như thay đổi chế độ ăn uống, xây dựng thói quen tập thể dục đều đặn sẽ mang lại kết quả vượt mong đợi nếu bạn biết cách kiên trì thực hiện. Đặc biệt, nếu bạn đã có kế hoạch tham gia các hoạt động du lịch như leo núi, đi biển hay tham gia các chương trình vận động ngoài trời, thì hãy thực hiện ngay trong tháng này. Những chuyến đi không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất,
mà còn giúp giải tỏa áp lực, làm mới lại tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng. Mỗi bước đi trong hành trình đó sẽ giúp bạn cảm nhận được sự tươi mới, năng lượng tràn đầy và một sự kết nối sâu sắc với chính mình. Kết luận, tháng 10 âm lịch này, vận trình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất thực sự khởi sắc. Đây là lúc để bạn thực hiện những bước tiến lớn trong hành trình chăm sóc bản thân, bằng cách chú trọng hơn đến việc cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Bạn sẽ không chỉ vượt qua những khó khăn trước đây mà còn xây dựng một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc hơn. Tháng này là cơ hội vàng để bạn khám phá, trải nghiệm và chăm sóc tốt hơn cho chính mình. Tử vi tình duyên tuổi Canh Tuất tháng 10 âm lịch 2024, năm Giáp Thìn. Bước vào tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi 2024, người tuổi Canh Tuất sẽ có những biến chuyển đáng kể trong tình duyên. Với sự xuất hiện của sao Thiên Diêu, một tinh tú chủ về đào hoa, nhân duyên đang tìm đến bạn một cách đầy bất ngờ. Đối với những người tuổi Canh Tuất còn độc thân, đây là tháng mà tình yêu có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, mang đến những cảm xúc mới mẻ, thậm chí khiến bạn có phần choáng ngợp với cách người ấy bày tỏ tình cảm. Người ấy có thể là một người rất khéo léo, cuốn hút với phong thái tự tin và khả năng tán tỉnh đầy tinh tế. Điều này đôi khi làm bạn có chút nghi ngờ về sự chân thành của họ. Tuy nhiên, thay vì vội vàng đưa ra kết luận, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, từ từ tìm hiểu và quan sát kỹ lưỡng. Chỉ qua thời gian, bạn mới có thể hiểu rõ hơn về con người thực sự của đối phương và cảm nhận được tình cảm chân thật mà họ dành cho mình. Với những cặp đôi tuổi Canh Tuất, tháng này có thể sẽ là thời điểm gặp một vài sóng gió trong mối quan hệ. Những mâu thuẫn có thể nảy sinh, đặc biệt là về mặt cảm xúc, sự ghen tuông, những bất đồng nhỏ trong cuộc sống hoặc các vấn đề thực tế như quan hệ giữa cha mẹ hai bên, sự khác biệt về văn hóa, lối sống, có thể khiến cả hai cảm thấy căng thẳng. Nhưng hãy nhớ rằng, thử thách này không phải là dấu chấm hết. Nếu cả hai đủ kiên nhẫn và biết lắng nghe nhau, mỗi vấn đề sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Việc thẳng thắn trao đổi và tìm cách giải quyết sớm những bất đồng sẽ giúp mối quan hệ của hai bạn trở nên vững vàng hơn sau giai đoạn này. Nhìn chung, đối với những người đã có đôi, đây là thời điểm mà cả hai cần tìm lại sự cân bằng cảm xúc sau khi đã vượt qua những thử thách về lòng tin và sự gắn kết. Một điều quan trọng mà bản mệnh cần lưu ý là hãy kiểm soát cảm xúc cá nhân, tránh sự bốc đồng có thể gây ra những xung đột không cần thiết. Thay vào đó, hãy bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, biết thấu hiểu và cùng nhau giải quyết sẽ mang lại sự hòa hợp, bình yên cho mối quan hệ. Tháng 10 âm lịch này, vận trình tình duyên của người tuổi Canh Tuất mang đến nhiều màu sắc phong phú. Dù là độc thân hay đã có đôi, bạn đều có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và cảm nhận những cung bậc cảm xúc đa dạng trong tình yêu. Điều quan trọng là hãy để tình yêu diễn ra một cách tự nhiên, tránh áp lực và giữ cho trái tim mình luôn trong trạng thái cởi mở, chân thành. Kết quả của mối quan hệ sẽ được định hình qua chính sự thấu hiểu và sẻ chia từ cả hai phía. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, người tuổi Canh Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng sự khởi đầu của những thay đổi tích cực, đặc biệt là trong công việc và tài chính. Sự xuất hiện của sao Nhất Bạch tại cung chính nam mang đến cho bạn sự may mắn về mặt sự nghiệp. Mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ. Bạn dễ dàng vượt qua các thử thách và nắm bắt những cơ hội mới. Đây là lúc để bạn thể hiện hết năng lực của mình, đặc biệt là sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề một cách độc đáo. Tuy nhiên, đừng vì quá hứng khởi mà bỏ qua việc lắng nghe người khác. Đồng nghiệp hay cấp trên có thể không hoàn toàn hiểu được cách tiếp cận mới của bạn, nên sự giao tiếp và chia sẻ là vô cùng quan trọng. Hãy kiên nhẫn, giữ vững lập trường nhưng vẫn linh hoạt trong cách xử lý tình huống. Về mặt tình cảm,
Đây là tuần mà những người độc thân có thể gặp được một đối tượng thú vị. Hãy cởi mở với những cuộc trò chuyện và đừng ngại ngần bày tỏ quan điểm của mình. Đối với các cặp đôi, bạn cần dành nhiều thời gian hơn để thấu hiểu nửa kia, tránh những xung đột nhỏ do sự thiếu kiên nhẫn gây ra. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Bước sang tuần thứ hai, vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tuất tiếp tục có những dấu hiệu khởi sắc. Đây là thời điểm mà bạn có thể nhận được những khoản tiền từ các dự án trước đây hoặc những nỗ lực trong công việc bắt đầu mang lại kết quả tài chính rõ rệt. Hãy sử dụng nguồn tài chính này một cách khôn ngoan, tránh chi tiêu hoang phí vào những việc không cần thiết. Đặc biệt, những cơ hội đầu tư có thể xuất hiện trong tuần này, nhưng đừng vội vàng đưa ra quyết định nếu bạn chưa nắm rõ mọi khía cạnh của nó. Việc học hỏi thêm về quản lý tài chính hoặc tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Về mặt sức khỏe, đây là tuần mà bạn cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Dù công việc có bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian cho bản thân, tham gia các hoạt động thư giãn như đi dạo, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc thực hiện một chuyến đi ngắn để giải tỏa căng thẳng. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch mang đến cho bạn nhiều thách thức hơn, đặc biệt là trong các mối quan hệ cá nhân. Những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình hoặc với đồng nghiệp có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, đây là cơ hội để bạn học cách kiên nhẫn, lắng nghe và thấu hiểu người khác. Đừng để cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều. Hãy tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Về công việc, tuần này có thể xuất hiện một số khó khăn nhỏ. Nhưng nếu bạn kiên trì và giữ vững tinh thần, mọi việc sẽ dần trở nên suôn sẻ. Hãy luôn tự tin vào khả năng của mình và nhớ rằng, không có thử thách nào là quá lớn nếu bạn biết cách đối mặt với nó một cách khôn ngoan. Trong chuyện tình cảm, những cặp đôi đã lâu ngày có thể gặp phải một vài xung đột liên quan đến sự khác biệt về quan điểm sống. Đây là lúc để bạn và người ấy cùng nhau thảo luận, tìm ra tiếng nói chung và xây dựng lại mối quan hệ một cách vững chắc hơn. Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch sẽ mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng hơn sau những thử thách đã qua. Đây là giai đoạn mà bạn có thể nhận ra sự ổn định trở lại trong cuộc sống. Từ công việc, tài chính cho đến các mối quan hệ, những căng thẳng trước đó dần được giải tỏa và bạn bắt đầu cảm nhận được sự bình yên, hài lòng với những gì mình đã đạt được. Về công việc, đây là thời điểm bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho những dự án lớn hơn trong tương lai. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và việc học hỏi thêm những kỹ năng mới sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc thực hiện những mục tiêu dài hạn. Tài chính vẫn duy trì ở mức ổn định, nhưng bạn cần chú ý đến việc tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan hơn để đảm bảo an toàn cho những kế hoạch tài chính lớn sau này. Về mặt tình cảm, đây là tuần mà những hiểu lầm trong mối quan hệ sẽ được giải quyết. Cả hai sẽ có cơ hội để ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn, từ đó xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Tóm lại, tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi 2024 là một tháng đầy biến động nhưng cũng tràn đầy cơ hội cho người tuổi Canh Tuất. Dù là công việc, tài chính hay tình cảm, nếu bạn biết cách giữ vững tinh thần, luôn kiên nhẫn và sẵn lòng học hỏi, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi và mang lại cho bạn những thành quả xứng đáng. Thưa quý anh chị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh Cảm ngộ ngày hôm nay, Phúc Tự Tâm xin mời anh chị cùng lắng nghe lời Phật dạy về lòng biết ơn, trân trọng thứ mình đang có bạn sẽ có nhiều hơn. Sự giác ngộ không làm cho Đức Phật trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh mình, mà ngược lại, nó khiến tấm lòng của Ngài trở nên rộng lớn hơn. Đạo Phật gọi đó là tâm từ, và tâm từ ấy cũng thường được biểu hiện bằng một thái độ biết ơn. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về lòng biết ơn để trái tim mình được rộng mở với những yêu thương,
Lời Phật dạy về lòng biết ơn. Đức Thế Tôn từng khuyên rằng các tỳ kheo, nếu có chúng sanh biết báo đền, người này đáng kính, ân nhỏ còn chẳng quên huống là ân lớn. Cho dù người ấy rời nơi đây ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần mà chẳng là xa, vẫn không khác gần ta. Vì sao? Tỳ kheo nên biết, ta thường khen ngợi người biết báo đền. Có các chúng sanh chẳng biết báo đền, ân lớn còn chẳng nhớ hà huống nhỏ. Người đó chẳng gần ta chẳng gần người đó. Ngay cho họ đắp tăng già lê ở sát bên ta, người này vẫn xa. Vì sao? Ta thường chẳng nói về người không báo đền. Thế nên, các tỳ kheo, hãy nghĩ báo đền, chớ học không báo đền. Như thế, này các tỳ kheo, nên học điều này. Trong kinh có ghi lại rằng, sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã đứng yên một khoảng xa để chiêm bái cây Bồ Đề trong suốt một tuần. Phật bày tỏ lòng tri ân sâu xa của mình đối với cây Bồ Đề đã che chở nắng mưa cho Ngài trong suốt thời gian tâm đạo. Có lẽ bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho cuộc đời là một bài học về lòng biết ơn. Trong cuộc sống này chúng ta được tiếp nhận ân nghĩa nhiều lắm từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cả những người không quen biết. Sự sống của chúng ta được hình thành từ những mối quan hệ chằng chịt trùng trùng trong tinh thần đạo lý duyên sinh. Nhờ thấy rõ nhân duyên sinh nên biết rằng một mình ta thì không thể tồn tại. Cần phải hàm ơn tất cả từ hữu tình cho đến vô tình. Chúng ta được sống hạnh phúc ở đời là nhờ cha mẹ sanh dưỡng, nhờ mọi người trợ duyên nâng đỡ, nhờ đất nước chở che, nhờ tam bảo soi đường. Khi tâm từ tiếp xúc với khổ đau, nó chuyển hóa khổ đau. Khi tâm từ tiếp xúc với niềm vui, nó làm tăng trưởng thêm hạnh phúc. Không phải vì ta có hạnh phúc mà ta biết nhớ ơn, nhưng chính vì lòng biết ơn mà ta có được hạnh phúc. Biết đủ và biết ơn, biết tiếp nhận những gì xảy đến cho mình như là một bài học trên con đường đạo, là một hạnh phúc, và nó sẽ mang lại cho ta một phước đức lớn nhất. Thái độ ấy thực ra không phải phát xuất từ một sự cố gắng nào của một cái tôi, mà chỉ là trở về với sự tĩnh lặng và trong sáng sẵn có của mình. Cách thực hành lòng biết ơn. 1. Hãy dành một khoảng thời gian vào buổi sáng cho sự tri ân. Ai trong chúng ta lại không chịu ơn nhiều người và nhiều thứ? Những người sinh thành, dạy dỗ ta, những người yêu thương giúp đỡ ta, sức khỏe, công việc ta đang làm, một mái nhà che nắng mưa và quần áo ấm trong một ngày đông giá, và chính cuộc sống, từng ngày ta đang sống, chẳng đáng cho chúng ta tri ân sao? Xin dành một phút vào buổi sáng của bạn và biến một phút này thành một thói quen hàng ngày để nhớ đến những người đã làm một điều gì đó tốt, đẹp cho bạn, và nghĩ đến tất cả những gì bạn chịu ơn trong cuộc đời mình. Bạn sẽ không nghĩ được hết mọi điều trong một phút, nhưng như thế cũng đủ rồi. Và một phút ấy sẽ ngay tức khắc làm cho ngày của bạn khởi sắc hơn và giúp bạn bắt đầu một ngày nhẹ nhàng, đúng hướng. Bạn có nghĩ ra cách nào tốt hơn cho một phút ấy? Hay, khi đối mặt với một trở ngại lớn, đã là con người thì luôn đối diện với rất nhiều khổ đau như khổ vì nghèo đói, bệnh tật, cầu mà không được, yêu mà không thành. Nhiều người trong chúng ta thường xem những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống là điều tệ hại. Dẫu trong hoàn cảnh nào, cho dù bạn sinh ra với gia cảnh cơ hàn, bạn cũng hãy biết ơn điều đó. Thay vì than thở, hãy cảm ơn những thách thức, trở ngại ấy, bởi đó là cơ hội để bạn lớn lên, để học và để biết cách làm tốt hơn. Điều này sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và hoàn thiện mình. Vì nó cho bạn ý chí, sức mạnh để vượt qua những khó khăn, chông gai để thành công, điều mà nhiều người được sinh ra trong nhung lụa chưa chắc có được. Và đến một ngày, khi bạn có chén cơm,
có một mái nhà che nắng che mưa. Hãy trân trọng những thành quả mà mình có được, đồng thời chia sớt cho những người còn nghèo khó. Khi bạn gặp một bất hạnh, một tai họa, xin bạn hãy cảm ơn vì bạn còn được sống. Hãy cảm nhận vẻ đẹp mong manh của cuộc sống vô thường. Tình yêu người vẫn còn đó trong trái tim bạn. Xin hãy nhân cơ hội này thể hiện yêu thương với những người còn hiện hữu trong đời bạn. Và nhất là hãy vui sống đi khi bạn còn có thể. 3. Khi muốn nổi giận với ai đó, theo học thuyết nhân duyên của nhà Phật, không có gì là đơn độc. Chúng ta sinh ra giữa cộng đồng người và xung quanh là vô vàn những nhân tố. Một cá thể lớn lên là nhờ sự nương tựa vào một cộng đồng lớn trong xã hội này. Khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế để đừng bắn ra những lời nặng nề, gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, hít vài hơi thở sâu, tự trấn tĩnh rồi dịu xuống. Hãy tập trung vào những điều khiến bạn chịu ơn người ấy. Chính điều này sẽ thay đổi cơn giận dữ lúc đó. Trong hôn nhân, nếu bạn không ngừng chỉ trích, phê phán người chồng vợ của mình, là bạn đang dần hủy hoại cuộc hôn nhân của mình. Sự thành công của mỗi người, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân, còn là nhờ sự giúp đỡ rất nhiều của bạn bè đồng nghiệp tốt. Họ sẵn sàng dành thời gian, công sức để hỗ trợ bạn. Bởi vậy, mỗi người phải luôn nhắc nhớ rằng phải luôn biết ơn những người đã hỗ trợ để chúng ta có được thành công. 4. Khi nghĩ về thứ mình không có, thay vì nghĩ suy, đau khổ về những gì bạn không có, hãy nhìn xem bạn có gì. Thật dễ dàng khi bạn quên đi hàng tỷ người trên hành tinh này còn sống trong nghèo khổ, những người chưa có một mái nhà, dù lụp xụp, che nắng mưa hay manh áo ấm, chưa đủ cơm ăn, những người không có một việc làm, hoặc chỉ làm những việc lao động tay chân quần quật. Xin bạn so sánh cuộc đời bạn với của họ, để cảm ơn cuộc đời và những gì bạn đang có. Và hãy nhận ra rằng bạn đã có nhiều hơn sự đủ đầy. Nhất là hạnh phúc không phải là một điểm đến của ngày mai, hạnh phúc đang ở đây, trong những gì bạn có và trong lòng bạn. Không thể cô độc sống một mình mà phát triển, tạo dựng thành công hạnh phúc được, chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau. Sự tồn vong của xã hội đều phụ thuộc vào đạo đức con người, lòng biết ơn tạo nên sức mạnh cho con người trong cuộc sống ngày hôm nay mà chính chúng ta không thể ngờ tới. Quý vị thân mến, trong Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mỗi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình tạo ra. Tâm là chủ nhân của bao điều hòa phúc. Đức Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp, chúng ta hãy nương tựa chính mình. Bởi vì ta là người tạo ra việc làm tốt xấu, rồi gặt hái kết quả khổ đau hay hạnh phúc. Cầu nguyện hay mong muốn trước hình ảnh Đức Phật hay thỉnh các vị thầy để cầu xin được an vui hạnh phúc và phát đạt về mọi mặt là không thể được. Bởi vì sao? Nhân quả là nền tảng của đạo Phật, cho nên ta phải tránh làm điều ác, mà hãy siêng năng làm việc lành và giữ tâm ý luôn trong sạch. Làm việc thiện hay công đức cúng dường, giống như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng nhân quả. Ngược lại, nếu chúng ta làm việc ác, giống như chúng ta đang vay mượn tiền của ngân hàng, chúng ta phải trả tiền lãi và cả nợ gốc. Khoản vay trên có thể trở thành một gánh nặng cho chúng ta. Nếu ta không có khoản thu vào, những người mắc nợ luôn sống trong lo sợ và đau khổ, bởi vì bị chủ nợ hăm he nói nặng nhẹ, và nguy cơ lớn là dẫn đến tù tội. Người biết gieo trồng phước đức trước tiên là họ sống an vui hạnh phúc vì thoải mái đầy đủ cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần. Họ sẽ là người giàu có trong hiện tại và mai sau. Phật dạy cho chúng ta 8 cách tạo công đức để sống an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.